liếc. Cổng sắt bất ngờ đổ sập, hạ gục người phụ nữ lớn tuổi. Do đóng cửa cổng quá mạnh, một người phụ nữ ở Thái Lan đã bị cánh cổng sắt đè trúng người. Sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 8 tại một nhà dân ở tỉnh Uttaradit, Thái Lan. Cụ thể, một người phụ nữ 63 tuổi đang đóng cổng sắt ở ngay trước sân nhà. Do lực kéo quá mạnh, cánh cổng bất ngờ đổ sập xuống, bị cửa sắt đập mạnh vào người, người phụ nữ ngã gục xuống sân. Phát hiện ra sự việc, người hàng xóm đang đứng gần đó lập tức lao tới đỡ người phụ nữ dậy. Chanathida Kothumjan, con gái người phụ nữ cho biết, vụ tai nạn khiến mẹ cô bị thương ở đầu gối. Đầu gối của mẹ tôi bị gãy nhưng hiện bà đang hồi phục ở nhà. Tình trạng của bà ấy sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu bị cánh cổng đập trúng đầu. Tôi hy vọng đây là bài học cho những người khác khi dùng loại cổng sắt này, Chanathida Kothumjan nói.